nó còn chim bồ câu là nhát tôi rồi, chim cô gái á. Con này bị tật, nó què một chân. Cái đợt này không biết là nó là con trống, cho nên mình bỏ chung với cái con kia, xong bị nó mổ ra tung hết. Đây là một cặp này, trống mái đã chung với nhau rồi, nhưng mà con mái chưa đủ độ chín để sinh sản, cho nên còn còn phải đợi một thời gian nữa. Cái con mới nãy mình quay ở trong lòng á, nó vào con đực đây nè, con đực là con đang trên đây, đang ở trên đó. Đây này, con đực nè, hai con nó cắn nhau, còn bỏ con này vào này là nó sống hòa thuận với nhau, buổi tối nó ngủ chung với nhau, có nghĩa là nó là một cặp. Tới đây mình cứ lầm tưởng con kia là con mái, nhưng không phải, bây giờ mới một cặp này. Bây giờ mới bắt đầu nuôi sinh sản thì chắc cỡ tầm 6 tháng nữa, với con này nuôi cũng lâu rồi, con này nuôi cũng được 6 tháng rồi, con mái có 1 năm nữa thì chắc chắn nó sẽ sinh sản, từ lúc đó nó sẽ có chim cu con.